Dạ vâng, thưa ông xin kính chào ông có thể cho biết tên, nghề nghiệp và hiện ông đang cư ngụ ở đâu ạ? Tôi tên là Trần Đình Trụ, hiện giờ tôi retire và đang cư ngụ ở Houston. Thưa ông có thể cho biết trước khi mà về hưu đó thì ông làm nghề gì ạ? Tôi có làm cho cái hãng cung cấp thuốc cho nhà thương. Thưa ông thì trước 30/4/1975 thì nghề nghiệp của ông là gì? Trước 30/4 thì tôi là trung tá hải quân, thì tôi làm việc cho hải quân. Thưa ông thì cái công việc mà làm việc cho hải quân miền Nam Cộng Hòa đó, ông đã được đi đến Mỹ bao giờ chưa? Tôi sống trong hải quân thì đa số là cái thời gian thì tôi ở trên chiến hạm, tôi làm việc ở ngoài biển, và suốt thời gian đó thì có đi Mỹ 2-3 lần, đi sửa tàu rồi đi học tu nghiệp, đi chữa tàu và đi lãnh tàu ở Mỹ. Ông đã đến Guam bao giờ chưa chứ? Là... tôi có đến Guam 2-3 lần đúng nhớ. Thưa ông, thì cái ngày 30/4/1975 mà khi miền Nam mất đất thì lúc bây giờ trong những ngày cuối cùng của miền Nam đó, ông đã và đang làm gì ạ? Ngày 30/4 thì lúc đó là tôi đang làm giữ chức vụ một tư lệnh phó của một vùng 5 duyên hải của hải quân, trốn đồn trú ở tại Nam Căn, Cà Mau. Thì khi đó thì tình hình nó hỗn loạn và tôi đang ở Cà Mau thì tôi về Sài Gòn và tôi kẹt ở Sài Gòn, tôi lên chiến hạm và đi di tản sang Guam luôn. Lý do vì sao ông lại trở về Sài Gòn trong những ngày đó ạ? Gần đến ngày 30/4 thì là cái thời gian đó nó rất là hỗn loạn, mà ở dưới đơn vị tôi cũng không có liên lạc được với Sài Gòn thường xuyên, thành ra tôi về để xem tình hình như thế nào. Và khi tôi trở về thì tôi muốn quay trở lại đơn vị thì không còn phương tiện đi nữa, nó cấp bách quá rồi, và tôi theo đoàn tàu đi xuống tàu ra biển và đi Guam luôn. Thưa ông, gia đình của ông lúc đó đang ở đâu ạ? Gia đình tôi lúc đó thì ở Nam Căn. Thành khi tôi đi thì là vợ con tôi kẹt lại ở Nam Căn, dưới Cà Mau. Lúc bây giờ gia đình của ông gồm có bà nhà với bao nhiêu người con thưa ông? Bà vợ với 3 đứa con, còn nhỏ. Dạ. Người con lớn nhất là bao nhiêu tuổi và con nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi? Con lớn nhất thì là lúc đó là 11 tuổi, 7 tuổi và 10 tháng, thứ ba là 10 tháng. Thưa ông, ông có thể kể sơ cái hành trình của những cái ngày cuối mà ông rời khỏi Việt Nam, rồi những cái đoàn tàu mà rời khỏi bến Sài Gòn để mà đi di tản ra khỏi Việt Nam, cái khung cảnh nó như thế nào, và ông lúc bây giờ cái cảm tưởng của ông nó ra sao và những người xung quanh như thế nào thưa ông? Khi tôi rời Sài Gòn thì tôi đi theo cái đoàn tàu của Hải quân khoảng 30-40 chiếc. Tất cả rời từ bến Sài Gòn, bến cảng sông Sài Gòn. Và đi ra biển thì các chiến hạm đó đều chở đầy người di tản. Mỗi tàu nào cũng có mấy ngàn người ở trên đó. Tức là khoảng mấy chục ngàn người, tôi không có nhớ rõ cái con số. Thì tàu nào cũng chỉ được lệnh là cứ đi ra biển thôi, chứ chưa biết là đi đâu cả. Lúc đó thì chính bản thân tôi cũng không biết là sẽ đi qua, chỉ biết là sẽ được lệnh đi ra biển, tập trung ở ngoài biển. Thì sau đó thì khi tới Côn Sơn thì đoàn tàu từ từ ngày hôm sau mới bắt đầu rời hải phận Việt Nam. Thì lúc đó có trên hạm Mỹ họ hướng dẫn đi theo, và cái đoàn tàu cứ đi theo trên hạm của Mỹ đi tới Subic Bay. Đi tới Subic Bay thì của Philippines đó, thì chúng tôi tất cả được chuyển qua những cái thương thuyền của Mỹ đã đóng sẵn, làm sẵn những cái tàu để chở người từ Philippines qua Guam luôn. Và tới Guam thì chúng tôi rời tàu lên trại tị nạn Rotipoint.
Thưa ông thì ông còn nhớ cái chiếc tàu của ông là tàu gì, cái số mấy, tên là gì đúng không? Lúc đó thì tôi không là hạm trưởng mà tôi chỉ đi quá giang trên chiếc tàu số 800 thì phải, HQ 800. Thưa ông có thể nhớ lại và mô tả cái cảnh của mấy chục chiếc tàu mà lênh đênh ra khơi trong cái khung cảnh đó, ông còn nhớ được những gì và cái cảm tưởng của ông ra sao? Lúc đó thì tất cả mọi người trên tàu thì chỉ biết đi, không biết đi đâu, cũng sống trong cái tình trạng mơ hồ, không có ai phổ biến là sẽ đi đâu và làm gì, chỉ biết nghe biết là cộng sản nó vô thì mọi người cũng hoảng sợ rồi leo lên đó rồi đi. Và tâm trạng tôi lúc đó thì không một mình, vợ con kẹt ở một nơi, thành ra tôi tâm trạng tôi là lúc đó là tuyệt vọng và chán nản, không biết là sẽ gì sẽ xảy ra. Ông mường tượng lại nhớ cái khung cảnh của biển, của cái vùng vịnh lúc bây giờ mà có nhiều tàu cùng đi với nhau ra khơi cùng một lúc không, cái quang cảnh nó như thế nào? Thì cái đoàn tàu đi rất có trật tự, chúng tôi đi thì cũng có cái cấp chỉ huy mà chỉ huy đoàn tàu đó, coi như một cái chiến hạm mà họ chỉ huy tất cả những cái tàu đó đi rất là có trật tự và có kỷ luật. Thưa ông, khi mà đêm xuống thì cái vùng đó nó nhìn thấy như nào? Có nhìn thấy những ánh đèn của những cái thuyền khác hay là những cái thuyền nhỏ của dân như thế nào? Có nhớ không? Lúc đó thì không thấy một chiếc ghe thuyền nào ngoài biển hết. Thì cái đoàn tàu đi ra khỏi hải phận thì ra xa rồi thì hết nhìn thấy tàu, hết nhìn thấy mọi thứ rồi. Chỉ có những cái chiến hạm đi chung với nhau đi theo thứ tự đi thôi. Mà cũng nhiều lắm ạ, nhiều chiến hạm. Khoảng trên 30 chiếc. Thưa ông thì đi sau đó thì cái sự mà chuyển tàu đi đến cái tàu như ông nói Subic Bay là có những cái thương thuyền mà rồi họ đưa đến Guam ấy, thì cái thời gian đi là bao lâu đến Guam? Thời gian đi thì chúng tôi rời Sài Gòn hôm đó là 29 tháng 4. 29 tháng 4 thì ra tới Côn Sơn tập trung ở đó, rồi sáng ngày 30 thì rời Côn Sơn đi thẳng tới Philippines, khoảng từ đó đi Philippines lúc đó đi cũng khoảng 4-5 ngày tôi không nhớ rõ. Rồi từ Guam, từ Philippines sang Guam thì cũng khoảng 6-7 ngày nữa. Thưa ông thì có nhiều người nói đến cái cảnh mà đi vào Subic Bay là người ta không có cho những người trên những cái tàu mà HQ là của hải quân ngày xưa đó còn có những cái tên bằng tiếng Việt Nam cũng như cờ Việt Nam đó, ông còn nhớ cái cảnh đó không hay ông có ở trong cái hoàn cảnh đó không? Những theo nguyên tắc thì những cái chiến hạm mà tự nhiên vào hải phận của Phi thì phải có phép, mà chúng tôi đi thì tất nhiên là không có phép tắc, lúc đó là đi theo của Mỹ thôi. Coi như Mỹ là điều khiển cái đoàn tàu luôn, chứ thật là như vậy, chứ không phải là chúng tôi chủ động, mà hoàn toàn Mỹ chủ động hết. Và khi đó thì người Mỹ khi tới nơi thì họ bắt tất cả chiến hạm phải hạ cờ Việt Nam xuống, thì chúng tôi coi như là mất hết tất cả rồi thì phải hạ cờ Việt Nam xuống thì lúc đó nó mới cho vào, coi như Mỹ nó chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Thường cái mọi thứ của Việt Nam miền Nam mà bị xóa bỏ đó, coi như là mình không còn quốc gia nữa, thì ông còn nhớ lúc đó cái cảm tưởng ông như thế nào không? Khi mà hạ cờ thì chính bản thân tôi cũng không có nhìn, không được chứng kiến. Lúc đó tôi ở dưới, trong phòng dưới, thì không có để ý tới những chuyện đó. Và tất nhiên là một cái hình ảnh đó là cái hình ảnh rất là đau buồn đối với những người mà thấy mất tất cả, mất cờ, mất nước. Lúc bây giờ những người sĩ quan hải quân, những người lính hải quân và những người trong quân đội họ có phải bỏ quần áo quân đội ra hay là họ cũng vẫn mặc đồ quân đội cho đến khi đến Guam? Lúc đó họ còn mặc, cũng có nhiều người còn mặc nhưng mà đa số là bỏ, sẽ bỏ hết. Lon, tháo mũ ra bỏ hết. Bởi vì lúc đó là cái lúc mà chúng tôi còn đang làm việc. Đang làm việc chứ không phải là... Thành ra không có...
Thưa ông thì lúc nào là ở trên tàu hay chỗ nào mà ông nghe được cái tin là Sài Gòn hoàn toàn thất thủ? Bởi lúc ông đi 29 thì cũng còn là đang đánh nhau, cũng chưa mất hẳn. Mà lúc ngày nào, giờ nào là ông nghe được cái tin là Sài Gòn hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản? Thì ngày hôm sau thì trên radio chúng tôi được nghe là Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng rồi. Tuyên bố tất cả bỏ súng xuống. Cái cảm tưởng của ông lúc đó như thế nào và những người chung quanh như thế nào? Thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và không thể ngờ được là cái chuyện biến cố nó xảy ra quá mau lẹ như vậy. Và cái tâm trạng lúc đó thì tất nhiên là rất là buồn thảm. Thưa ông, khi mà tàu đến Guam thì trước đây là ông đã đến 2-3 lần, bây giờ lần này đến với một cái tư cách khác là một người tị nạn, ông có thấy cái gì khác hoặc là con người mình thấy nó cái cảm giác nó khác đi như những lần trước không thưa ông? Thì ngày trước tôi đi trong cái hoàn cảnh đi coi như là đi xuất ngoại du học hoặc là làm việc ở nước ngoài thì cái đó là một cái vinh dự. Bây giờ đến đó với một người tị nạn, với vị trí một người tị nạn mà mất tất cả mọi thứ thì tôi hết sức là chán nản và hết sức là buồn. Cái sự đối xử của những người ở Guam, những người chung quanh có cái gì làm cho khiến ông phải buồn hay phải tủi hay cái khó chịu như thế nào không? Không, những cái người mà họ đón những cái khi trại tị nạn mở ra họ đón tiếp chúng tôi thì rất là cởi mở và rất là đàng hoàng, họ săn sóc giúp đỡ về mọi phương diện thì không có cái gì làm cho chúng tôi phải phiền muộn về họ. Thưa ông thì những ngày đó sau đó sống ra sao, tại sao mà ông lại quyết định trở về? Bởi vì chắc là ông là một trong những người Việt Nam hiểu Cộng sản là ai, vì ông cũng là người miền Bắc di cư vào Nam, rồi ông cũng là một vị sĩ quan cao cấp ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì sao ông lại quyết định trở về thưa ông? Khi tới Guam thì tôi sống ở trong cái trại đó cũng mấy tháng, tới gần 6 tháng. Trong suốt thời gian đó thì tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Và cái đầu tiên mà khi mà chúng tôi biết tin là có cho phép, họ cho phép những người muốn trở về Việt Nam thì ghi tên về. Và tôi quyết định ngay là tôi trở về. Bởi vì tâm trạng tôi lúc đó là thiệt tình mà nói là tôi đã mất tất cả rồi. Vợ con tôi còn kẹt lại Việt Nam, nhà cửa, mọi phương tiện, các thứ mà tôi có thì bây giờ không còn gì. Thì tôi đi, nếu tôi tiếp tục tôi đi Mỹ thì tôi không biết đi để làm gì. Và tôi không biết tôi làm việc cho tôi hay là cho ai. Tôi không còn một cái hứng thú gì trong cái cuộc sống mà với chỉ có một mình tôi mà trong khi vợ con còn kẹt lại. Thành ra tôi, mặc dù là tôi hiểu biết Cộng sản, tôi biết về là chết, về là có thể chắc chắn là bị tù đầy hoặc là có thể chết chăng nữa, nhưng mà tôi lúc đó là tôi quá tuyệt vọng và tôi không còn tin tưởng gì nữa, cho nên tôi quyết định về để mà chết tôi cũng về. Và tôi nghĩ thứ hai nữa là tôi nghĩ là người Mỹ họ đã bỏ Việt Nam và chúng tôi đã phải mất tất cả để mà qua đây, bây giờ tôi lại chạy theo họ thì tôi không biết chạy theo họ để làm gì và đi đâu, mục đích gì, tôi thấy nó hết sức là vô nghĩa. Do cái lý do đó mà tôi quyết định quay trở về. Dạ vâng, thưa ông thì cái việc mà những ngày chuẩn bị để chờ để về Việt Nam có cái gì ông còn nhớ và họ đã được tổ chức như thế nào không ạ thưa ông? Về Việt Nam thì đầu tiên thì ở trại tị nạn đó thì ngày hàng ngày có những cái chuyến bay họ tổ chức cho đi các trại tị nạn ở bên Hoa Kỳ, tức là rời đảo Guam để đi Hoa Kỳ. Nhưng mà một thời gian chừng 2-3 tháng tôi không nhớ thì có cái văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc mở ra tại cũng trại tị nạn ở Guam đó, mới kêu thông báo cho biết là những người nào muốn đi đâu họ cũng lo cho đi, những người nào muốn về Việt Nam họ cũng sẵn sàng cho về. Vì đó có rất rất nhiều người đã ghi tên về trở về Việt Nam và tôi cũng là một trong những người đó. Thưa ông, trong cái thời gian đó thì ở sử sách ở Guam có ghi lại đó là
cũng có những cuộc biểu tình tuyệt thực, rồi cũng có những người đi ra phố rồi đốt nhà, đốt cửa, đốt xe như thế nào, ông còn nhớ không? Dạ, khi mà chúng tôi ghi tên có danh sách mà những người trở về rồi đó, thì Liên Hợp Quốc quản trị chúng tôi, văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc quản trị những người mà muốn trở về, thì họ, cái mục đích của họ là họ phải liên lạc với Việt Nam để cho xin phép cho chúng tôi về, và phải chờ đợi khi nào bên đó họ cho phép thì mới về được. Về được qua cái vai trò của Liên Hợp Quốc làm trung gian, nhưng mà cái sự chờ đợi đó nó kéo dài, và những người trở về thì họ nghĩ là không biết có họ có cho phép về không, họ có quyết định cho về không, thì ở sống lâu thì ở Guam thì người ta không muốn đi nữa, và người ta muốn về, thì lúc đó bắt đầu nảy sinh ra cái những người trở về họ mới tập hợp lại, họ biểu tình, tổ chức biểu tình, tổ chức đòi hỏi phải về, cho về Việt Nam sớm chừng nào tốt chừng đó. Thì từ những cái cuộc biểu tình, những yêu sách, những đòi hỏi đó dẫn đến cái chuyện mà cuối cùng thì chính phủ Hoa Kỳ cấp cho chiếc tàu 15 thương tín. Thưa, cái tàu đó cái tình trạng nó như thế nào, cái lai lịch của chiếc tàu đó như thế nào, và cái tình trạng về máy móc của tàu đó như thế nào thưa ông? Tàu đó thì trước đây là một cái thương thuyền của miền Nam Việt Nam, thương thuyền lớn nhất của Việt Nam. Thì trong khi 30 tháng 4 thì tàu đó cũng di tản, chở người di tản từ Sài Gòn đi tới đảo Guam. Và tới Guam thì nó nằm ở đó, người ta lên bờ hết thì cái tàu nằm vẫn nằm ở trong vịnh Guam. Khi mà Hoa Kỳ quyết định chấp thuận cho một chiếc tàu cho chúng tôi trở về, tự ý trở về đó, thì là chiếc tàu đó được Hải quân công xưởng Guam cho phép sửa chữa, tu bổ lại tất cả máy móc các thứ, và trang bị đầy đủ tiện nghi cho chúng tôi trở về. Những tiện nghi gồm những cái gì thưa ông? Tiện nghi thì thứ nhất là trước nó là chỉ cái tàu chở hàng thôi, tàu chở hàng hóa. Thì bây giờ phải chở người thì nó phải biến cải những cái nơi dưới tàu, những cái kho hàng trở thành những cái phòng ngủ cho mấy ngàn người đó. Thành ra họ làm thiết trí giường nằm cho mấy ngàn người, rồi những cái phương tiện vệ sinh công cộng như là nấu ăn, ăn uống ở trên tàu, cho những sinh hoạt cần thiết cho nhu cầu của cuộc sống của mấy ngàn người trên tàu, họ biến cải, họ làm, họ tổ chức rất là chú đáo. Dạ vâng. Thưa ông, nghe nói là lúc đầu thì cũng đông lắm, nhưng đến cuối cùng thì có bao nhiêu người về? Mới đầu theo tôi biết thì cái danh sách mà ghi tên nó tới khoảng 4-5 ngàn người, nhưng mà cuối cùng thì còn lại có 1.652 người. Cái lý do sao mà lại rút đi nhiều thế thưa ông ạ? Tại vì nhiều người chờ đợi cũng lâu, người ta nản, người ta không muốn về, không muốn ấy, người ta đi, hoặc là tới cuối cùng thì người ta đổi ý. Nếu mà cho về ngay thì có lẽ đông lắm, nhưng mà tại vì chờ đợi quá lâu đó, chúng tôi phải chờ tới 6 tháng ở Guam thì mới về. Nhiều người người ta chán nản, người ta tuyệt vọng, người ta không muốn, người ta đổi ý, người ta lại quay đi. Thì Mỹ, người Mỹ thì họ lúc nào cũng sẵn sàng, muốn đi đâu người ta cũng thỏa mãn, về người ta cũng cho về, mà đi muốn đổi ý đi thì là họ lại cho đi. Dạ vâng. Thưa ông, được biết là những cái ngày tháng đó, đó là những cái viên chức chính quyền ở đó, thí dụ như là ông bà governor đó, ông bà Bodalo là lúc bây giờ đang làm governor ở đó, rồi cũng có nhiều cái cuộc tiếp xúc với bên ngoài, rồi người ta cũng cho những người vào để khuyên bảo là cũng không nên về. Ông còn nhớ những cái gì về những cái việc đó không ạ? Lúc chúng tôi mà ở một cái trại riêng của những người mà quay trở về, thì do một ông thiếu tướng, ông ấy, thiếu tướng Hoa Kỳ, tôi còn nhớ là ông thiếu tướng Herbert, ông ấy quản trị chúng tôi. Và bản thân ông ấy thì ông khuyên chúng tôi rất nhiều là không nên về. Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ cho
mọi phương tiện để mà sang Hoa Kỳ lập nghiệp. Họ khuyên không nên về, vì họ biết là về là sẽ... Cộng sản thứ nhất là nó không cho phép về, về có thể nguy hiểm. Họ khuyên chúng tôi rất nhiều. Rồi cơ quan cao ủy tín Liên Hợp Quốc cũng khuyên can chúng tôi không nên về. Rồi chính ông bà Governor Bogdalo cũng khuyên chúng tôi rất là nhiều và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi về mọi phương diện cần thiết nếu chúng tôi yêu cầu trong thời gian ở Guam. Thành ra nhưng mà những cái lời khuyên đó thì chúng tôi hiểu là cái lòng tốt của họ, nhưng mà cái sự suy nghĩ của chúng tôi thì chúng tôi không, hầu hết là cũng không thay đổi, bởi vì chúng tôi phải có rất còn gia đình, còn vợ con, còn quê hương mất tất cả thì chúng tôi về thôi, chứ còn những lời khuyên thì khuyên thôi nhưng mà không có ảnh hưởng gì cả. Thưa ông, thì lúc bây giờ cũng trên tàu cũng có nhiều vị sĩ quan hải quân, không quân, thủy lục, thì vì sao mà ông nghĩ là ông đã được trao cho cái chức thuyền trưởng để mà đưa cái tàu về, thưa ông? Thì khi mà cái diễn tiến mà đưa tôi đến cái vai trò lái chiếc tàu là cũng là do, thì chúng tôi đa số là anh em hải quân ở đó. Thì mới đầu thì người ta yêu cầu biểu tình, yêu cầu Mỹ giao một chiếc tàu thì cho chúng tôi tự ý lái về. Thì tôi là cái người mà thâm niên nhất ở trong cái anh em hải quân đó, tôi có cấp bậc cao nhất và có nhiều kinh nghiệm nhất về vấn đề đi biển, anh em bầu tôi lên thôi, chứ không phải là ai chỉ định cả, mà tôi cũng không có, thực sự cũng không có muốn làm cái gì hết. Nhưng mà về thì là cái nguyện vọng của tôi, thì tôi sẵn sàng đứng ra để nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Giúp đỡ ông là có bao nhiêu người, tất nhiên một tàu lớn như vậy ngoài thuyền trưởng ra còn phải rất nhiều người giúp đỡ, thì họ là ngài ông còn nhớ không, và họ đã làm việc thế nào trong quá trình đó và trên đường trở về không? Thì khi người Mỹ người ta giao một chiếc tàu thì tất nhiên là người ta đòi hỏi mình phải có đủ người có khả năng để mà đưa chiếc tàu, phải tổ chức ra làm sao. Thì chính lúc đó là ông thiếu tướng Hubbard ông ấy yêu cầu tôi lập cái danh sách thủy thủ đoàn. Thì cái chi tiết vai trò trách nhiệm từng người trên tàu như thế nào, cho một cái danh sách như vậy và ghi rõ những cái chi tiết để cho ông ấy trình lên trên Washington xem họ có đủ khả năng thì họ mới chấp thuận cho cái chiếc tàu. Ông yêu cầu tôi làm cái việc đó. Thì mới đầu thì tôi cũng từ chối, là bởi vì tôi không tin là có chiếc tàu họ giao. Tôi vẫn tin là Liên Hợp Quốc sẽ đứng ra để mà bảo trợ và lãnh chúng tôi, giúp chúng tôi trở về Việt Nam. Tôi không tin là họ sẽ giao chiếc tàu. Nhưng mà khi mà ông Bogdalo yêu cầu như vậy thì tôi cũng thử làm. Và tôi đứng ra tôi lập tập hợp tất cả anh em hải quân lại. Và tôi lập cái danh sách thủy thủ đoàn với tất cả những cái trách nhiệm của từng người trong đó. Tôi hỏi anh em xem kinh nghiệm họ ở những đơn vị nào làm những việc gì. Đại khái tôi biết và tôi đứng ra tôi tổ chức cái đó thành cái thủy thủ đoàn. Thì khi mà có cái danh sách đó thì người Mỹ họ mới chấp thuận, họ nhìn vào cái đó họ thấy chúng tôi có thể làm được thì họ bắt đầu họ giao chiếc tàu. Trong cái chuyến mà Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa người Mỹ gốc Việt đến thăm đảo Guam vào năm 2006 và cái chuyến gần đây đó, chúng tôi có được dịp nói chuyện với bà Bogdalo, thì bà có kể lại rằng chính ông bà cũng đã đến gặp ông và một số người trên cái chiếc tàu Việt Nam Thân Tín đó vào những cái giờ cuối cùng trước khi tàu rời bến, và họ cũng đã tặng Hội một cái tấm hình là tàu vừa rời bến, ông bà vẫn đứng sau lưng cái hình chụp là sau lưng hai ông bà ngó về chiếc tàu. Và họ có nói là bà Bogdalo có nói là tôi có nói với ông Trần Đình Trụ rằng đến giờ phút này nếu mà ông và các bạn của ông hay bất kỳ người nào đổi ý chúng tôi cũng sẽ nhận quý vị trở lại. Ông có nhớ những cái lời đó ngày hôm đó không, và lúc đó cái cảm tưởng của ông ra sao và ông đã trả lời như thế nào? Khi lúc khi mà suốt thời gian là chúng tôi ở cái trại mà ở Guam đó, thì ông bà Bogdalo chính ông bà ấy đích thân đến thăm chúng tôi rất là nhiều lần.
an ủi chúng tôi và khuyến khích chúng tôi rất là nhiều, khích lệ. Thành ra và khi mà chúng tôi trở về thì lúc đó khi trước khi tàu rời bến thì có một đa số những nhân vật ở Guam đều tới cầu tàu tiễn đưa chúng tôi, và chính ông bà Đức Bordalo cũng tới và cũng có khuyên can chúng tôi và chia tay chúng tôi, và có những cái lời chúc thượng lộ bình an rất là quý hóa. Và tôi nghĩ là hai ông bà ấy thì cũng khuyên chúng tôi là nếu mà muốn trở lại thì ông bà giúp đỡ người địa phương, họ sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi, nhưng mà chúng tôi đã quyết định mà không có thay đổi. Thưa ông, là cái cảm tưởng của ông lúc cùng với 1.652 người trên cái chiếc tàu Việt Nam Thông Tín, ông quay cho người quay bánh lái để rời cái bến đó, rời cái nơi mà ông biết rằng nơi đó ông có tự do, mặc dù ông không có gia đình, và ông đi về một cái nơi trốn có gia đình, nhưng chắc chắn là ông biết là tai ương đợi chờ ông. Thế còn nhớ cái cảm tưởng, cảm xúc của ông lúc đó như thế nào, và những người chung quanh đi cùng với ông họ có bày tỏ cái gì không thưa? Thực ra mà nói thì khi về thì tất cả mọi người cũng đều lo lắng chứ không phải là không. Bản thân tôi thì cũng nhiều ưu tư lắm, nhưng mà cái sự quyết định đã suy nghĩ nhiều thì mới quyết định như vậy. Rồi về ra để mà đón nhận những cái gì bất hạnh sẽ xảy tới thì chúng tôi cũng sẵn sàng đón nhận thế thôi, chứ không có nghĩ gì nhiều khác, và không biết là nó sẽ xảy ra những cái gì đến với mình. Thì cứ mặc kệ lúc đó, muốn xảy ra gì thì xảy. Thưa ông có thể kể lại cái hành trình từ Guam trở về Việt Nam như thế nào? Bao nhiêu ngày và những cái chuyện gì xảy ra trên đường đi? Trên đường đi thì cũng bình yên thôi, cũng không có cái gì trở ngại cả. Thì rời Guam đi thẳng tới Việt Nam thì mất 10 ngày. Có ai chết hay là bị cái gì trên đường đi không? Trên đường về thì có một người chết. Có một bà già, bà ấy có lẽ bệnh rồi bà chết. Rồi phải thủy táng. Phải thủy táng ở ngoài biển. Thưa ông, thì ông kể cho biết là khi về đến hải phận Việt Nam thì ông liên lạc với bên trong nhà cầm quyền Việt Nam lúc bây giờ ra sao, và họ phản ứng của họ đầu tiên như thế nào? Thì tôi về tới Vũng Tàu. Tôi về tới Vũng Tàu thì chúng tôi dò xét trên mấy cái tần số của máy liên lạc, dò xem cái đài kiểm soát ở Vũng Tàu có thể liên lạc được không, thì chúng tôi cố gắng, tôi mở máy dò xét thì chúng tôi liên lạc được với cái đài kiểm soát Vũng Tàu và đúng cái tần số mà chúng tôi bắt được, thì báo cho họ biết là chúng tôi là những người mà từ đảo Guam về trình diện để mà xin xem họ chỉ thị, họ có chỉ thị gì không thì chúng tôi đón nhận thôi. Ông còn nhớ câu đầu tiên là tần số câu đầu tiên mà ông nói với cái người bên kia đầu dây là cái công là gì không, ông còn nhớ không? Thì tôi nói là chúng tôi là những người từ đảo Guam đi rời Sài Gòn ngày 30 tháng 4 và chúng tôi đến đảo Guam, rồi chúng tôi từ đây từ đó chúng tôi trở về. Đa số chúng tôi, anh em chúng tôi là những quân nhân, những người dân thường muốn quay trở về Việt Nam thì chúng tôi xin chỉ thị thế thôi. Câu trả lời đầu tiên của họ là như thế nào, ông còn nhớ không? Họ ấy, đầu tiên thì họ cũng không hiểu Guam là cái gì và ở đâu. Rồi họ bảo tại sao về, rồi họ bắt chúng tôi chờ đó thì họ sẽ có chỉ thị, họ phải báo cáo lên trên thì họ sẽ có chỉ thị sau. Sau đó chuyện gì xảy ra thưa ông? Sau đó thì một thời gian cũng mấy tiếng đồng hồ thì họ bắt đầu cho tàu người xuống chiến hạm thôi, xuống cái tàu thôi. Lúc đó thì có 3 chiếc tàu nhỏ của Hải quân Việt Nam Cộng sản. Họ leo lên tàu tôi, họ lên, họ gặp tôi và họ bắt tôi quay trở ra Nha Trang, nghĩa là rời khỏi Vũng Tàu đi ra Nha Trang. Và chúng tôi chỉ biết đi theo họ chứ họ không nói đi đâu và làm gì không biết. Lúc đó là chúng tôi hoàn toàn bị động làm theo họ, theo lệnh của họ. Tức là ông vẫn lái tàu nhưng mà họ kèm một bên. Tôi vẫn lái tàu, họ bên họ
đứng bên cạnh. Ồ, thế họ đến luôn trên tàu và đứng bên cạnh không? Dạ, yeah, lúc tôi tới Vũng Tàu là họ lên rồi họ bắt đầu là họ, họ giữ chúng tôi luôn. Có những người đi theo mang súng ống lên và ở bên cạnh tôi luôn. Và ra lệnh cho tôi lái ra Nha Trang. Thế ông lúc bây giờ ông có để ý đến những người đi theo ông thấy nét mặt họ ra sao? Hay là những người lên tàu đó họ có dọa nạt hay có cái gì không thưa ông? Không, họ không có dọa nạt gì hết. Họ là những người quân nhân của Hải quân Cộng sản. Hải quân Cộng sản Bắc Việt. Giọng nói thì ông biết là... Giọng nói là Bắc Việt hết, chứ hoàn toàn người Bắc không. Thưa ông, rồi đến chuyện gì xảy ra khi chiếc tàu đến Nha Trang thưa ông? Đến Nha Trang thì khi neo lại ở Nha Trang thì bắt đầu lại có một chiếc tàu nó neo sẵn ở đó, chiếc tàu của Hải quân Việt Cộng. Thì nó mới thả xuồng xuống, nó bắt tôi thả xuồng xuống sang cái tàu đó. Chính coi như tôi, cá nhân mình tôi thôi, rời tàu Việt Nam Thắng Tín để qua bên tàu bên kia. Rồi khi tôi lên cái tàu của Cộng sản đó thì tôi thấy có một cái bàn dài khoảng 10 người ngồi sẵn ở trong cái bàn đó. Và yêu cầu tôi vào ngồi đó thì coi như là họ chất vấn tôi từ ngay từ lúc đó. Vậy theo ông nghĩ là họ đã chờ đợi các ông trở về đấy hả? Lúc đó họ biết rồi, họ biết là mình về rồi. Thưa ông, trong cái buổi chất vấn là họ hỏi ông những gì và ông đã trả lời những gì? Thì họ, những câu hỏi lúc đó thì đại khái họ hỏi là tại sao về, từ đâu về, rồi lý do gì mà quay trở về. Đại khái những cái đó là những cái câu hỏi chính. Thì tôi cũng trả lời thẳng thắn là chúng tôi rời khỏi Sài Gòn, di tản qua đảo Guam rồi tôi quay trở về. Mục đích là vì gia đình, vợ con chúng tôi còn ở Việt Nam và chúng tôi không muốn đi nữa thì tôi quay trở về. Ông có nghĩ là họ tin những lời ông nói không? Tất nhiên là họ nghi ngờ ngay giờ phút đầu họ đã nghi ngờ chúng tôi, họ không thể tin được là tại sao mà tự nhiên mà lại quay trở về từ Mỹ về mà lại không có mục đích gì. Thì những người Cộng sản thì họ lúc nào cũng nghi ngờ họ. Đầu tiên là họ gán ghép cho là CIA dùng người cài người về trở về phá hoại, đại khái họ nói những cái câu như vậy. Sau đó thì họ đưa ông đi đâu ạ? Thì sau đó thì tôi rời cái tàu đó, tôi về tàu của Việt Nam Thương Tín. Sau đó là họ có những chiếc xuồng mà chở lần lượt gọi tên người nào thì người đó xuống và lên trên bờ. Trên đó thì có những cái đoàn xe mít bùng của công an đổ sẵn hết ở cầu đá Nha Trang. Thì chúng tôi leo lên xe từ tốt một, lên đó chở thẳng một trại giam luôn. Thì trại giam ở Nha Trang. Cái có nghe nói là cái cuộc khám xét ở ngay đầu cầu đá cũng nặng nề lắm mà ông còn nhớ gì về cái buổi? Trên cầu thì không xét gì hết. Khi họ gọi tên leo lên xe của họ thì họ đưa ra cái trại giam. Thì vô trong trại giam thì họ khám xét rất là kỹ. Vô trại giam thì nó có cái buồng sẵn. Từng người một, khoảng 2-3 người vào trong một cái buồng. Thì từ đó họ mới khóa lại, coi như nhốt luôn, khóa lại. Rồi lần lượt họ sẽ gọi từng người một lên cái phòng họ kiểm tra. Kiểm tra rất là kỹ, quần áo các thứ họ bắt đầu cởi hết. Hành trang của mình có cái gì họ khám xét kỹ, rất là kỹ. Sau khi khám xét thì họ phát cho cái bộ quần áo coi như quần áo tù đó, mặc còn những đồ tư trang của mình họ giữ lại hết, không cho giữ một cái gì cả, từ cái đồng hồ, từ cái bút viết, tất cả họ tịch thu hết. Sau này có bao giờ ông tìm được cái đồng hồ, họ trả lại cái đồng hồ hay những cái vật dụng của ông? Sau này khi mà ra tù thì người ta có trả lại. Tất cả những gì mà họ lấy ngày xưa họ trả lại hết hả? Dạ vâng. Thưa ông thì cái bộ quần áo thì cũng là quần áo sọc sọc như quần áo tù đấy hả? Lúc đó thì họ phát quần áo, những cái bộ quần áo rần ri của quân đội mình ngày xưa đó. Thì họ tịch thu hết rồi, mấy cái đó họ phát cho mình. Những bộ đồ giống như bộ đồ chỉ quân lục chiến hoặc là chỉ dù phát cho mỗi người 2 bộ.
Còn giày dép là ông cho không hề đi. Giày dép thì không có. Dạ, đi giày của mình hay đi trên không rồi hả? Giày dép thì tôi nghĩ là lúc đó là cho tôi đi giày của mình rồi. Dạ. Nhưng đâu có phát. Rồi sau đó là ông đi thẳng đến trại giam rồi. Rồi sau đó thì chúng ở cái trại đó 3 tháng. 3 tháng ở cái trại đầu tiên đó. Kiểm soát thôi, họ kiểm tra, họ điều tra thôi. Nghĩa là hàng ngày họ gọi lên điều tra, họ tra khảo bên chứ không. Cái trại đó cũng ở Nha Trang luôn này. Ở Nha Trang. Dạ. Những người khác ở trên tàu cũng cùng hoàn cảnh như ông hay là người ta đưa đi khắp nơi khác ạ? Lúc đó thì tôi chỉ biết là cái trại tôi ở thì cũng khoảng 200 người thôi. Thì đa số là sĩ quan, cảnh sát, những người đặc biệt ở đó. Còn những binh sĩ hoặc là dân thường thì đưa đi trại nào cũng không biết. Chứ họ đưa đi nhiều trại. Khi ở trong tù đó, những người cùng hoàn cảnh đó có được nói chuyện với nhau hay là biệt giam hay sao? Không, chúng tôi lúc đó vẫn có nói chuyện với nhau. Nghĩa là mỗi phòng nó giam 4-5 người. Cũng có từng phòng nhỏ một hay nhiều phòng. Chứ không phải là ở chung với một phòng. Không thì vấn đề ăn uống họ có cho đủ ăn không sao không? Thời gian đó thì chúng tôi đồ ăn thì họ lấy đồ ăn trên tàu trên tàu lên họ mua chúng tôi thì đồ ăn trên tàu thì nó đúng thôi thì chúng tôi có thể ăn cả năm không hết, nhưng mà rời đảo Guam thì họ chỉ có cung cấp cho tôi chúng tôi một số thực phẩm rất là nhiều cho mấy ngàn người ăn cả năm không hết. Thực phẩm thơ rất là nhiều, chúng tôi ăn, đa số là chúng tôi ăn cái đó. Dùng chút, chị uống nước. Tôi xin lỗi anh, em dùng nước. Dạ thưa ông, vậy thì họ giữ ông bao nhiêu năm trong tù và họ có bao giờ họ nói là rằng ông có cái tội gì mà bị giữ lâu như vậy không? Tôi ở tù tất cả là 13 năm. Tất cả những quân nhân, cựu sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị nhốt như vậy, họ coi như là tập trung cải tạo. Nó là tập trung cải tạo, những khi nào tốt, học tập tốt thì họ cho về. Luôn luôn họ nói giọng như vậy. Nhưng mà chúng tôi hiểu đây là một cái sự giam giữ. Coi như là khi mà chúng tôi đã ra cái trại giam rồi, sống một thời gian thì chúng tôi biết là không biết có ngày về, không nghĩ là có ngày họ thả về. Có bao giờ họ cho ông ra tòa và phán xét là ông có tội này nên chúng tôi phải giam giữ ông không, hay là không có hề có gì cả thưa ông? Họ không có xử, không có ra tòa gì hết. Vô trại là cứ thế, là họ chỉ nói là các anh ở đây học tập cải tạo, chỉ nói vậy thôi chứ họ không có nói lý do gì hết. Tất cả quân nhân đều bị bắt hết. Trong suốt thời gian trong tù thì ông bị đối xử như thế nào? Có ăn uống, đời sống, điều tra, hăm dọa, đánh đập gì không? Điều tra thì họ hỏi cung chúng tôi rất là nhiều lần. Còn đánh đập thì không. Ăn uống thì suốt thời gian trong tù thì ăn uống rất là cực khổ, rất là thiếu thốn. Có thể nói là đói, hầu hết là bị rất là đói. Nhất là trước khi mà họ cho gia đình thăm nuôi đó, mới đầu thì họ chưa cho thăm, chưa cho gia đình ra thăm thì anh em sống ở trong tù rất là đói khổ. Không có ngày mấy củ khoai, bữa ăn của họ là phát cho mấy củ khoai lang, hoặc là mấy khoai mì, hoặc là mấy cái trái bắp. Bữa ăn nó chỉ có vậy thôi chứ không có gì khác cả. Không có thịt thà, rau cỏ thì một vài lá rau thôi chứ không có, rất là thiếu thốn. Suốt thời gian đó thì chúng tôi sống rất là khổ. Còn sau đó mấy năm sau thì họ bắt đầu cho phép gia đình thăm nuôi, có những gia đình có khả năng đi thăm được, có nhiều người cũng không còn khả năng đi thăm nữa. Anh em sống ở trong đó thì cũng thương yêu nhau, bình đẳng nhau. Người nào có thì chia cho người, không có thì chúng tôi sống. Lúc bắt đầu đó thì bắt đầu cuộc sống đỡ hơn một chút.
Thưa... nhiều năm đầu thì rất là rất đói. Thưa ông, có phải làm việc gì trong tù không ạ? Làm việc thì hàng ngày chúng tôi phải ra đồng làm việc, coi như đây là một cái lao động khổ sai, lao động cực, rất là cực. Ăn thì không có ăn, nhưng mà ra đồng làm việc cầm cuốc như cày, như là cầm cuốc làm việc ngoài đồng, làm việc nặng không, đào đất rồi đào giếng, làm cái việc rất là cực nhọc, nhưng còn sức mà làm thì vẫn phải làm được mỗi ngày. Thưa ông, họ bắt ông trồng những cái gì? Trồng khoai, trồng sắn, trồng lúa, trồng nhiều thứ, những cái gì ăn được. Như chúng tôi trồng khoai, khoai lang, thì khoai lang một gặt thì chúng tôi lấy cái đó họ phát cho chúng tôi ăn. Chúng tôi ăn hoàn toàn là do chúng tôi làm ra mà ăn, chứ không có gì khác. Cơm gạo thì gần như không có gạo, không có cơm. Thưa, vậy thì những người thanh niên hay là trung niên này họ có cơ hội để kiếm cái gì ăn thêm không ạ? Được không, đâu có cho phép mà kiếm ăn. Đi làm thì luôn luôn có công an, có súng kè bên cạnh, ra lệnh làm cái này làm cái kia, chứ đâu không. Đâu có kiếm gì đâu ra mà ăn được. Cũng nghe nói có nhiều người họ phải ăn côn trùng, như là ông có thấy không? Thì cái đó rất là nhiều. Đói quá thì cái gì cũng ăn được, thấy bắt được con cào cào cũng ăn, còn con dế cũng ăn hết. Con người thì khi đói quá thì không còn suy nghĩ gì nữa. Thưa ông, là mấy năm sau thì ông còn nhớ là mới được gặp gia đình, và cái buổi gặp đầu tiên gia đình của ông như thế nào và nó ở đâu? Thì tôi ở trong Nam. Một hai năm sau tôi chuyển ra ngoài Bắc, chuyển ra cái trại giam ở ngoài Bắc. Từ đó bắt đầu mới được của gia đình ra thăm. Có còn nhớ cái tên của cái trại đó không? Trại đó là cái trại Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh. Tôi nhớ cái trại đó là trại Nghệ Tĩnh. Tỉnh Nghệ Tĩnh hả? Tỉnh Nghệ Tĩnh, tỉnh Nghệ An. Ở trại đó thì vợ tôi có ra thăm, vợ con tôi có ra thăm một lần. Đi rất là cực khổ, từ Sài Gòn đi ra đó thì còn rất là công phu. Mà lúc đó thì thực ra thì gia đình cũng không có mà ăn, chứ không nói chuyện đi thăm tôi thì cũng đi để cho gặp mặt để biết thôi, chứ cũng khổ lắm. Và gặp thì cũng chỉ không nói được gì hết, nói chuyện thì có công an ngồi bên cạnh, không nói được cái gì hết. Thì hỏi thăm sức khỏe đại khái một vài câu thôi. Thưa ông, lúc bây giờ bà nhà có kể là chắc không được kể gì nhiều, nhưng mà có cách gì để biết cái hoàn cảnh của gia đình như thế nào không? Ông nhà cửa ông bà ở Sài Gòn có bị mất hay là họ có lấy như thế nào không thưa ông? Lúc đó thì cũng không kể được cái gì hết. Hỏi thăm và cũng nói là các con vẫn khỏe mạnh, vẫn đi học, khái nói rồi thôi, chứ không có nói được gì nhiều. Nhưng sau khi về, sau đó thì ông gia đình, thực sự hoàn cảnh của gia đình lúc bây giờ như thế nào? Nhà cửa có được toàn vẹn không? Con cái có được đi học đàng hoàng không? Thưa ông, có thể kể cho biết, tức là khi sau tù về rồi thì ông biết những chuyện gì về gia đình? Khi tôi đi tù về thì con tôi lúc đó nó cũng bắt đầu lớn rồi. Tức là khi mà 75 thì nó lớn nhất 11 tuổi, thì lúc tôi về năm 92. 92 thì nó đã mười mấy tuổi rồi. Hai mấy tuổi. Thì nó vẫn đi học, nhưng mà sự thật học thì cũng không có. Thế là gia đình những người mà cựu sĩ quan cũng bị phân biệt đối xử, vẫn kiểm tra, kiểm soát kỹ lắm. Và học ra có nhiều đứa lớn học ra trường thì cũng không có làm được cái gì cả. Học để mà học thôi, chứ còn không biết tính toán ra làm sao. Thưa ông, nhà của ông thì vẫn còn nguyên vẹn không? Họ nhà thì vẫn còn. Thì trong thời gian tôi ở tù thì họ vẫn khuyến cáo gia đình đi kinh tế mới, nhưng mà vợ tôi thì
cố gắng duy trì giữ cái nhà lại chứ không chịu đi, không có chịu đi kinh tế mới thì họ khuyến đi để họ lấy nhà, nhưng sự thật ra họ không có quyền lấy. Thưa ông, về bà nhà làm cái gì để nuôi các cháu ạ? Thì trong thời gian đầu thì cũng nhà có cái gì đem ra bán, mà sống chứ không có làm gì ra tiền ra bạc nữa. Lúc đó là rất là cực khổ, ai cũng sống cũng khổ như vậy. Thì sau này thì đến lúc mà ở Việt Nam họ cho phép những người bên ngoại quốc gửi đồ về đó, thì lúc đó thì có mấy người em ở bên Mỹ gửi về tiếp tế thì bắt đầu sống được, chứ còn trước thì sống cũng rất là khổ. Thưa ông, như vậy là ông đã phải rời bao nhiêu? Tôi đi tất cả khoảng 5 trại, 6 trại. Mỗi một trại như thế là ông đoán được là có bao nhiêu người trong cái trại đó? Trại nào cũng trung bình là có khoảng 400-500 người. Mà từ Bắc mà Nam sao? Từ Bắc mà Nam. Thưa ông, thì khi mà ở trong tù đó thì anh em, những người tù đó lấy gì để mà giữ lại cái tinh thần của nhau cho nó vững vàng để chờ ngày về như thế nào? Hay có nhiều người chết trong tù lắm không? Những cái trại tôi ở thì tôi không được chứng kiến người nào chết cả, nhưng mà tôi có nghe những cái trại khác thì có người chết. Chết vì đói, đa số là chết vì đói. Không chịu đựng nổi, làm việc nhiều mà đói không có ăn thì bệnh hoạn để chết. Ông suy nghĩ gì và có cái điều gì để mà ông ở trong cái tuyệt vọng này nhưng mà vẫn cố gắng để sống còn, thì cái điều gì để ông và các anh em, những người tù trong đó nó làm cái gì để mà giữ tinh thần cho nhau? Thì trong tù thì chúng tôi cũng nghe nhiều tin tức, đại khái là những cái tin ở gia đình, từ khi gia đình tiếp tế đó thì cũng có nhiều tin tức từ bên ngoài đưa vào, nói là có tổ chức này tổ chức kia đứng ra để mà hy vọng có sự thay đổi. Rồi có những tin mà sau này có tin Mỹ can thiệp để cho những người tù được đi, được rời khỏi, được thả. Thì nó từ những cái tin tức, đại khái những tin tức như vậy thì chúng tôi hy vọng. Cái điều gì mà kinh khủng nhất cho một người tù nhân Việt Nam trong cái thời của ông, bạn bè ông, trong cái điều gì kinh khủng nhất ở trong nhà tù? Trong nhà tù thì phải nói là thế, nói tù là thế kinh khủng rồi. Không có cái gì làm cho con người ta sống như là một con người nữa. Chúng tôi lúc đó không phải là con người nữa, cái thứ vật gì đó. Nó cũng quá tồi tệ. Họ cư xử thì như thế, còn họ nói năng với mình thì họ nói như thế nào ạ? Họ nói thì mình nghe thôi, chứ còn những cái lời họ nói thì có cái gì mà đáng nghe đâu. Thí dụ tất như cả họ nói đủ cách là cho chúng tôi là những người mà họ cứ nói chúng tôi là những người có tội với tổ quốc, với nhân dân, phải học tập cải tạo để mà trở thành người công dân tốt. Hoàn toàn nó nói những cái câu mà chúng tôi nghe không vào tai nhưng mà cũng phải nghe. Thì coi như tất cả những gì họ nói thì mình không thèm để ý tới, không có quan tâm gì nữa. Biết họ quá rồi thì cũng không có gì phải quan tâm nữa. Thưa ông, thì chính phủ cộng sản bây giờ cũng như những người lãnh đạo của họ, thì những ông Phạm Văn Đồng đã nhiều lần lên tiếng nói rằng những người này là những người có tội với nhân dân và họ phải được đi học tập tốt, thì chính phủ sẽ tha thứ những cái điều đó. Khi mà nghe nói thì ở trong lòng của ông cảm thấy như thế nào? Tất nhiên là ông không thèm nghe tới, nhưng mà nó có đau khổ, nó có bực bội, nó có như thế nào ạ? Chúng tôi không có quan tâm tới cái chuyện họ nói. Cái lời nói của họ thì mình đã không để ý tới thì không có giá trị gì cả. Họ muốn nói sao nó, họ lại kìa, những người chiến thắng thì họ muốn nói gì cũng được. Họ nói theo họ thôi, chứ còn chúng tôi không có quan tâm tới, và không có thắc mắc gì, và không có cảm xúc gì về những cái lời nói đó hết. Thưa ông, thì ông có nghĩ là cái mà gọi họ gọi là chính sách cải tạo thì họ có cải tạo được ai không?
cải tạo lên đó thì đó cũng là tiếng nói của họ thôi, chứ đó đâu có phải là cải tạo. Cải tạo nó chỉ là cái chữ họ đặt ra để nó che mắt thiên hạ, chứ còn chúng tôi hiểu rõ làm gì có chuyện cải tạo. Họ nhốt tù là đó là tù thôi, chứ không có cải tạo gì cả. À, thưa ông thì ngày nào tháng nào mà ông còn nhớ là họ nói rằng họ cho phép ông, coi như ông được thả ra, ông được tự do? Cái ngày chúng tôi được ra hồi đó là 12 tháng mấy, tôi không nhớ rõ cái ngày, mà năm đó là cuối năm 91. Năm 91 tháng 8 năm 91. Họ đến họ báo như thế nào và ông cái thì ngày ra ngày tù đó thì là... Ngày đó thì chúng tôi cũng đang xách đồ đi ra lao động, đi làm ngoài đồng nữa. Thì buổi sáng là từng toán chúng tôi, họ tổ chức thành từng đội một, mỗi một đội khoảng 30 người. Thì cứ sáng ra là sắp hàng ra ngoài sân ngồi, họ gọi từng đội một đi ra đồng làm việc, đi lao động. Thì sáng đó chúng tôi cũng đang ngồi đó thì tự nhiên họ đứng, có một người đứng ra cầm cái danh sách đọc. Đọc tên được thả, họ chỉ nói là những người này cải tạo tốt được thả. Chúng tôi cũng chẳng hiểu thế nào là tốt, xấu gì. Rồi họ gọi từng tên vào rồi chúng tôi được thả thế thôi. Mà cái ngày đó là cái ngày mà chúng tôi không thể nào ngờ được. Một lúc ra gần chống trại luôn, 400-500 người mà họ thả ra một lúc, họ chỉ còn giữ lại đâu 20-30 người. Còn ra hết, thả hết. Thì đó thì rõ ràng là chúng tôi, những tin mà chúng tôi được nghe đó là Mỹ sẽ can thiệp thả chúng tôi vào về, thì đúng là đó là sự thật. Thì lúc đó chúng tôi mới biết là cái này là phải có Mỹ can thiệp mới có chuyện thả như thế này, chứ làm sao mà họ thả một lúc mấy trăm người. Thế thì họ báo thế thì bao nhiêu ngày thì các ông được ra khỏi trại? Thì ngay ngày đó là trại ra luôn, họ gọi tên ra cái là về sắp đồ có cái gì thì... Rồi chờ đó có xe trở về luôn. Thế là cái số người như ông nói là trong trại lúc bây giờ là trại gì lúc ông được thả? Tôi về lúc đó là cái trại Hàm Tân. Trong miền Nam rồi. Đông Nam Việt Nam rồi. Trại Hàm Tân mà lúc bây giờ khoảng 500 người mà ông nói là thả chỉ còn mấy chục người thì cái cảm tưởng của ông lúc mà nghe tin rồi đến lúc người ta đón đưa đi về thì ông cảm thấy trong lòng như thế nào ạ? Thì lúc đó thì chúng tôi rất là sung sướng và thấy rạo rực sẽ được về gặp vợ con thế thôi. Và khi họ thả về thì họ có cho cái gì không hay là họ chở ra đường họ đưa đi đâu ạ? Không, họ chỉ phát cho mỗi người một cái tờ giấy gọi là giấy ra trại. Mỗi người phát tờ giấy cũng vậy rồi ra thì họ chở đi. Chở đi đâu? Rồi chở về nhà hay chở đi đâu? Chở về như... trở về Sài Gòn. Thì đa số tất cả những người về đó về Sài Gòn hết. Rồi họ thả xuống một cái địa điểm tập trung. Họ thả xuống một cái ở quận, cái đồn công an. Xuống đó thì từ đó về nhà luôn. Gia đình của ông lúc bây giờ có biết được ông được thả không? Gia đình tôi hoàn toàn không biết, không gia đình nào biết hết. Bởi vì sáng hôm đó còn đang đi lao động thì tự nhiên là được thả về. Và chính cái ngày hôm đó là cái ngày mà con tôi lại mới rời nhà đi ra trại thăm tôi. Ra khi ra tới nơi thì lại thấy tôi lại về nhà rồi. Thế ông ơi, cái phút mà đến lúc mà ông đi về đến nhà mà đứng trước cửa nhà thì lúc bây giờ ai là người nhà đón ông, gặp ông một lúc bây giờ? Thì tôi bước chân về nhà thì lúc đó là vợ con tôi còn ở nhà. Còn đứa con lớn thì đi ra thăm tôi, còn hai đứa con nhỏ thì ở nhà. Phản ứng của họ làm sao? Họ tin không? Thì tất cả đều như là một giấc mơ thì cũng không hiểu. Thưa ông, những ngày sau đó thì họ thả về đấy, nhưng mà ông có được quyền công dân không? Họ cư xử như thế nào sau với một người tù về? Ông có được tự do thực sự không? Tôi về thì coi như là lúc đó cũng tự do rồi. Về thì cũng đến phường khai báo, đến phường công an thì khai báo là tôi được thả về cư ngụ ở đây, ở nhà. Rồi cũng không có, từ đó tôi cũng không có liên lạc, họ cũng không có đến hỏi gì tôi hết.
Ông không phải trình diễn hay không gì? Phải trình diễn. Dạ. Trình diễn ngay lúc đầu thôi. Lúc mới về tôi có trình diễn cái phường khóm ở đó. Họ có bắt nên là có nhiều người thì họ bắt là cứ mỗi ngày phải ra ngồi đó để cái như đó, là kiểu như house arrest. Cái đó là thời gian trước. Thời gian đó hình như trước đó 1 năm, 2 năm gì đó. Thì nó còn khắt khe. Về là phải đi quản chế ở nhà nhưng mà vẫn phải đi trình diện ở các phường. Nhưng mà khi tôi về lúc đó là đã thôi hết hết cái vụ đó. Dạ. Tức là ông là một trong những người tù lâu đúng không? Dạ. À, thưa ông thì trở lại cái vấn đề thầy trong tù trong những ngày đau buồn đó, có lúc nào ông hối tiếc vì ông đã trở về không? Trở về từ Guam, trở về đã đến nơi tự do rồi, giờ ông trở về vì cái tình về để mà gần gia đình đó, thì có lúc nào ông cảm thấy hối tiếc gì trong tù không ạ? Bản thân tôi thì tôi hoàn toàn không có hối tiếc gì, vì tôi đã quyết định cái chuyện mà việc tôi làm thì tôi chịu trách nhiệm cái việc tôi làm. Và khi tôi đã về tôi đã quyết tính là tôi sẽ chấp nhận, đón nhận tất cả những bất hạnh đến với tôi. Thành ra những cái chuyện đó là những chuyện mà tôi đã hình dung nó sẽ xảy ra rồi, thì tôi không có hối tiếc gì hết. Thưa ông thì ông nghĩ gì về cuộc chiến tranh Việt Nam thưa ông? Chiến tranh Việt Nam thì lúc nào chúng tôi cũng nghĩ chúng tôi là những người muốn bảo vệ Việt Nam tự do, nhưng mà sau này thì chúng tôi thấy là lệ thuộc vào Mỹ quá nhiều, thì do đó nó ảnh hưởng mọi chuyện xảy ra ở Việt Nam do ngoại bang mà quyết định hết, chúng tôi rất là buồn vì cái điều đó. Thưa ông thì ông nhắc đến người Mỹ như vậy thì ông nghĩ cái chính sách của người Mỹ đối với miền Nam Việt Nam trong cái thời chiến tranh Việt Nam nó như thế nào? Tôi bản thân tôi thì tôi chỉ nghĩ là Việt Nam lúc đó chỉ là phương tiện của người Mỹ. Mới đầu thì chúng tôi không nghĩ tới cái đó, nhưng mà sau này thì mình thấy là tất cả mọi chuyện xảy ra ở Việt Nam đều do bàn tay của Mỹ họ sắp đặt hết. Cái mục đích của họ, đường hướng, đường lối đi, đường lối của họ thì họ là cái nước lớn, họ quyết định mọi việc trên thế giới, không riêng gì Việt Nam. Việt Nam chỉ là cái con cờ của họ. Thì chúng tôi rất buồn vì cái điểm đó, chứ còn không làm gì được. Thưa ông thì cái lúc mà năm 1963 là lúc ông bao nhiêu tuổi và cái cuộc mà đảo tránh ông Diệm thì ông có liên hệ gì không? À, ông có còn ở Việt Nam, ông có đang ở Việt Nam không? Năm 63 thì tôi đang làm việc, lúc đó tôi là một sĩ quan làm việc trên chiến hạm. Thì khi đảo tránh thì chúng tôi là những quân nhân thì chỉ biết tuân lệnh thôi. Lệnh trên ra sao thì chúng tôi phải tuân theo thôi, chứ cũng không có nghĩ gì nhiều. Nhưng mà bản thân chúng tôi thì đối với Tổng thống Ngô Đình Diệm thì chúng tôi rất là ngưỡng mộ, rất là kính trọng và rất là tin tưởng. Cái chuyện đảo tránh rồi thì xảy ra sau khi đảo tránh thì chúng tôi vẫn là quân nhân và vẫn phục vụ cho Tổ quốc thế thôi. À, thưa ông thì trong những cái tài liệu mà họ sau này họ mà coi như là declassify, tức là họ đưa ra bên ngoài, họ không còn giấu giếm nữa, thế thì ông Tổng thống Kennedy có nói với ông Kabolus rằng nếu mà anh kiếm được một người nào mà khá hơn ông Diệm thì hãy đảo tránh, và ông Kabolov nói là chúng tôi sẽ có những người khá hơn. Thì theo ông là ông, theo ông cái nhìn của ông, tất nhiên những người đã từng là cấp trên của ông nữa, thì ông thì so với ông Diệm thì những người đó có khá hơn ông Diệm không? Những người sau này mà khi ông Diệm xuống thì ông có nghĩ là theo như Kabolov cam kết với ông Kennedy là sẽ có những người khá hơn, thì ông thấy cái điều đó có đúng không? Tôi thì tôi không nghĩ là những điều đó là đúng, là bởi vì trong cái suốt thời gian ông Diệm làm tổng thống thì cái đất nước Việt Nam thì rất là thanh bình và rất là đời sống kinh tế rất là ổn định. Lúc đó thì thực sự nghe bản thân tôi lúc đó một là sĩ quan cấp trung úy thôi, nhưng mà gia đình thì sống rất là đầy đủ với cái đồng lương của sĩ quan thôi, rất là nhỏ bé, đồng lương không có lớn. Nhưng mà cả gia đình sống rất là hạnh phúc và rất là đầy đủ. Và đó là một bản thân gia đình tôi, chứ tôi thấy tất cả mọi người khác cũng vậy. Thì cái đời sống nó kinh tế rất ổn định. Và cái tổ chức rất là có kỷ luật.
Thì khi mà đảo tránh rồi thì bắt đầu nó có nhiều cái sự hỗn loạn, sống đời sống nó hỗn loạn, nó biến đổi rất là nhiều, không được lành mạnh bằng cái thời gian sống dưới quyền của thủ tướng Ngô Đình Diệm. Thế ông... nghĩ là không mấy tổng thống sau này cũng không thể nào bằng Diệm được. Đó vậy, là suy nghĩ của tôi như vậy. Thế ông như vậy thì cái việc mà hạ bệ ông Diệm súng là một cái điều sai lầm lớn hay sao? Thì theo tôi thì chắc chắn là đó là một cái điều sai lầm lớn, bởi vì đó là vì thế mà người Mỹ người ta muốn điều khiển Việt Nam thì họ muốn làm sao thì họ làm, chứ còn họ đâu có để cho mình quyết định được. Ông Diệm đâu có muốn để cho người Mỹ mà quyết định như vậy. Thế ông ấy trở lại là sau khi mà ông ra tù đó thì 92 và ông đến Mỹ. Thưa ông ra tù năm nào ạ? Năm 88. 88. Thế? Từ 88 đến 92 là năm ông đến Mỹ phải không ạ? 91, cuối 91 thì tôi đi Mỹ. Dạ vâng. Trong thời gian 88 cho tới 91 đó thì ông làm gì để sống ạ? Lúc đó thì tôi không có làm được cái gì cả. Dạ. Không có việc làm, không có gì, nhưng mà lúc đó thì gia đình tôi cũng sống nhờ vào những cái sự giúp đỡ của anh chị em ở bên ngoại quốc gửi về. Một người tù như vậy ra ngoài xã hội, từ tù ra xã hội muốn kiếm một việc làm để sinh sống tại Việt Nam lúc bây giờ có khó không thưa ông? Thì chắc chắn là khó, bởi vì chúng tôi chỉ là quân nhân thôi, mà bây giờ không có nghề chuyên môn nào khác. Và đi ra ngoài thì có lẽ nhiều, có nhiều anh em phải làm những cái nghề như đi bán vé số hoặc là đi buôn bán chạy ngược chạy xuôi này cái, chứ không có làm được cái gì cả. Nhưng là làm việc với chính phủ thì không có rồi đâu. Thưa ông, còn con cái của những người tù như ông thì các người con nó có dễ dàng kiếm việc và họ có được đi học dễ dàng không ạ? Con cái thì vẫn đi học thì vẫn đi học được, nhưng mà kiếm việc thì tôi thấy, chính bản thân tôi thấy rất nhiều người có con tốt nghiệp đại học ra cũng không xin việc làm, nó cũng xếp vào cái loại điều tra hồ sơ lý lịch, xếp vào cái loại thuộc thành phần nó phân biệt đối xử, chứ nó không có dễ dàng. Như vậy theo ông là người tù cũng như là dân người tù ở Việt Nam lúc bây giờ là bị phân biệt đối xử và cũng đời sống rất là khó khăn. Rất là khó khăn, chắc chắn là như vậy. Dạ, thưa ông thì ông có thể cho biết là cái ngày mà ông được ra đi, được hồ sơ đi đến Mỹ đó là gia đình như thế nào, và ông có phải cho tiền để mà lập hồ sơ hay là trong cái hồ sơ mình có phải đút lót hay như thế nào không thưa ông? Vấn đề đó thì không hoàn toàn không có. Cũng có những người ta đút lót tôi không biết, nhưng mà tôi bản thân tôi thì không có mất mát gì về trong vấn đề đó. Và khi mà đi thì gia đình ông đi bằng phương tiện nào vào Mỹ thưa ông? Tôi đi máy bay thẳng từ Sài Gòn. Đến phi trường nào ạ? Đến phi trường San Francisco. Ông có thể kể cho biết cái ngày trở lại Mỹ, San Francisco mấy gần 20 năm sau nó như thế nào và cảm tưởng của ông nó sao? Thì cảm tưởng của tôi lúc đó thì tôi cũng rất là sung sướng, là bởi vì đã đưa được vợ con qua bên này. Thì tôi nghĩ lúc đó con cái tôi nó cũng còn nhỏ, thành ra chúng nó cũng sẽ có tương lai. Chứ còn bản thân tôi thì tôi cũng không nghĩ nhiều về tôi, vì tôi nó nghĩ là lúc đó thì tôi cũng sức lực cũng yếu rồi và khả năng không còn để mà thích hợp với cuộc sống ở Mỹ, tuổi cũng đã lớn. Lúc bây giờ bao nhiêu tuổi ạ? Lúc đó tôi cũng 56 tuổi. Rồi ông bắt đầu cuộc đời lại ở bên Mỹ này bằng nghề gì và ở những nơi đâu ạ? Thì mới sang thì tôi ở nhà người em. Có những người em thì ở đó rồi làm thủ tục giấy tờ các thứ xong rồi đi kiếm việc làm. Mới đầu thì cũng được cơ quan USCC trợ giúp khi mới tới, rồi kiếm việc làm. Cái nghề đầu tiên của ông ở xứ Mỹ là nghề gì
Tôi đầu tiên thì tôi đi bán hàng ở một cái tiệm convenience store. Rồi sau tôi làm trong cái hãng về cung cấp vật dụng nhà thương. Tôi chỉ làm qua hai nơi đó, sau đó tôi bị thai. Tôi phải cố gắng đi làm để mà sinh sống, để mà lo cho các con nó còn đi học được. Thương năm ông retire là ông bao nhiêu tuổi ạ? Tôi retire cũng 75 tuổi á, 74-75 tuổi mới retire. Dạ vâng, làm tới 74-75. Dạ vâng. Thương vị bây giờ các cháu rồi lớn hết rồi, mọi người chuyện ổn định rồi thương ạ? Dạ, bây giờ thì các cháu ổn định hết rồi. Dạ vâng. Thương thì bây giờ nhìn lại cái cuộc đời đã qua thì ông rút được kinh nghiệm gì cho cái cuộc sống của mình thưa ông? Nhìn lại cuộc đời thì tôi tin tưởng là cuộc đời nó là một cái số mạng. Tôi chỉ tin số mạng đưa đẩy, mình không có tính được cái gì hết. Trong cuộc sống thì tôi nghĩ là mình tính một đường, tôi thấy nó cứ đi một đường khác, thành ra tôi không dám nghĩ nữa, không dám suy nghĩ gì cả. Thưa ông, thì vậy thì những cái bài học kinh nghiệm gì ở đời để ông truyền lại cho con cái của mình thì nó là cái gì, hay là ông cũng chỉ tin vào số mạng thôi? Thì tôi vẫn chỉ tin là số mạng, chứ tôi cũng không dám có một cái lời khuyên hay là có một cái gì mà hướng dẫn cho ai, bởi vì chính bản thân tôi đã sai lầm rất là nhiều. Thương thì cái điều đáng tiếc là những cái bài học mà mình muốn rút kinh nghiệm thì nó lại không xảy ra tương tự như vậy để cho mình rút kinh nghiệm. Thương thì cuối cùng thì ông coi như là cái điều gì mà ông muốn nói qua cái kinh nghiệm của ông có cái điều gì ông không muốn nói mà chúng tôi muốn chưa hỏi không? Không có gì. Bây giờ có một câu hỏi nữa, nghe nó cũng buồn cười, nhưng mà tại vì chúng tôi hỏi tất cả mọi người đó là ông có cái mơ ước gì cho bản thân, gia đình và cho quê hương đất nước, xin ông chia sẻ. Đối với tôi thì gia đình và quê hương đất nước thì tôi chỉ mong là có ngày được mọi người được sống tự do, được sống trong một cái cuộc sống là của một con người, có đầy đủ quyền tự do con người. Dạ vâng, thưa ông có thù hận của họ bỏ ông tù ông lâu đến như thế, ông đâu có làm gì ngoài vấn đề làm nhiệm vụ của ông, nhưng mà họ đã tù đầy và cũng đối xử ngược đãi với gia đình, ông có cái gì thù hận trong lòng không? Bản thân tôi chẳng có gì thù hận cả. Cuộc đời nó xảy đến, những cái biến cố mà xảy đến cho cuộc đời mình thì đó là tôi tin được cái số mạng, tôi phải đón nhận thế thôi, chứ còn thù hận để chả giải quyết được cái gì. Thưa ông, thì bây giờ sống ở đây mấy chục năm thì ông nghĩ là ông đang là một người Việt Nam, một người Mỹ gốc Việt hay là một người Mỹ ạ? Tôi vẫn nghĩ tôi là người Việt Nam. Tôi vẫn muốn hướng về Việt Nam, nếu mà Việt Nam được thanh bình, được sống trong tự do thì tôi vẫn là nơi mà tôi vẫn mơ ước được trở về. Cảm ơn. Tôi không thể là một người Mỹ được, bởi vì tôi mặc dù tôi có quốc tịch Mỹ đấy, nhưng mà tôi vẫn phải nghĩ là tôi là bản thân gốc tôi là vẫn là người Việt Nam, chứ không thể là người gì khác. Dạ, xin cảm ơn ông rất nhiều cho cái cuộc phỏng vấn cũng khá dài và khá đầy đủ, cũng thay mặt hội cũng như các em trẻ sau này được biết về những cái gì ông đã trải qua và cũng hy vọng cũng rút ra được một chút kinh nghiệm gì chăng. Dạ vâng. Thế tôi cũng xin cảm ơn cô đã có những cái lời hỏi với tính cách như là tâm sự hàn huyên, thành ra tôi rất là hãnh diện và vui mừng được trả lời tình cảm tâm tư của tôi, và cũng cầu mong cho hội được thành đạt trong những mọi nỗ lực cố gắng làm việc để cho Việt Nam có một cái cơ hội giúp cho Việt Nam sau này. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn quá. Anh